Đôi này của sếp đang rất là hot, nhưng mà giá cao quá. Anh em yên tâm, mình đã lên một phiên bản giá học sinh sinh viên đây rồi. Thiết kế trắng phối đen, easy bảo gốc, rất là độc đáo. Làm từ chất liệu da chống nhăn, gặp vài lần cũng không ăn thua. Đế cao su đốt được may viền xung quanh, đảm bảo chắc chắn, không lo bị hở. Muốn phối đồ theo như sếp, chỉ cần mặc giống sếp là đẹp. Nếu không muốn giống sếp, có thể mặc kèm với áo sơ mi. Phối kèm laser trông lịch sự hơn hẳn. Bạn nào có sẵn polo có cổ ở nhà cũng có thể tận dụng phối chung với giày này. Đôi này mình bảo hành 1 năm cho anh em, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 14 ngày. Anh em mua hàng bảo mật trong giỏ hàng bên dưới nha.